Ok, hello anh em. Thì hôm nay về hơi trễ tí. Thì chúng ta cũng bắt đầu lại con game. Cái chuỗi game tiếp tục cái con là trinh thám, kết hợp trinh thám. Sao giờ tim nuôi nó đứng dữ vậy ta? Đây, chúng ta tiếp tục con game này thôi. Game gọi là khu rừng thảo mộc, gọi là khu vườn kỳ lạ cũng được. Thì lần trước tôi đã chơi đến là 2 vần rồi, cũng đã được 4-5 tiếng con game này rồi. Cảm giác thì nó vẫn là rất hay, rất ấn tượng. Nên giờ chúng ta tiếp tục chơi nó thôi. Trong lúc đó thì cũng mở bản nhạc gì để nó chạy nghe chơi. Chứ con game này là nhạc bản quyền từ đầu đến cuối luôn. Đây, mở thử bản nhạc nè. Khoan, không được, bản này như cũng có bản quyền luôn. Đây, tìm thao một bất ổn. Một con game tưởng chừng như đơn giản nhưng mà lại là rất là tuyệt vời đó. Đây chúng ta tiếp tục. Thì anh em thấy cái bản chìa khóa này là chìa khóa tôi thôi. Là tôi tải cái bản dịch tự động từ Google Chrome đó. Thì cũng mấy ngày không chơi rồi nên tôi cũng không có nhớ là chúng ta đã đi đến đâu. Tôi đã biết đẩy lên cao cao luôn. Tại vì tôi tắt cái nhạc rồi nên có em có thể biết một tí cho nó quẹt. Thì bây giờ hôm bữa là chúng ta có cái đồng xu mới nè, có cái đồng xu nè, tôi không biết nó làm cái gì. Thì con game này là tôi nghĩ là ý tưởng nó rất hay nên sau này có cơ hội thì tôi cũng muốn làm một con game như thế này nữa. Đây là lần trước chúng ta học được cách chế thuốc, chế ra cái thuốc tiên này nè, mà tôi vẫn chưa biết cái dụng làm cái gì. Đi bỏ đây được nè, đây một chất lỏng màu xanh nhạt rồi. Mình vẫn chưa biết nó để làm gì. Rồi bây giờ chúng ta tiếp vị khách đầu tiên của ngày hôm nay ha. Nhiều được cam bớt. Đây. Thì cha của ông này thì muốn tìm một cái cây gì đó, có thể tìm thấy những cái nồi vàng bị chôn dưới đất. Dunno. Gọi là khóc tóc không? Thì ông này hứa thì khi giàu có thì sẽ là cho mình tí vàng, nhưng mà tôi nghĩ cái chuyện không có đơn giản gì đâu. Đây cái cây khóc lóc đây, cái lá này nó bầu bầu giống lá anh túc nè, những chiếc lá rùm rà có thể làm chịu côn trùng cắn và chích, nó gọi là Golden Light, và đôi khi là hy vọng của kẻ ngốc. Đúng luôn, hy vọng của kẻ ngốc. Rồi cây được nhiều người tin tưởng có thể tìm được vàng. Bạn có nhiều may mắn khi tìm kiếm sự kết thúc của cái đồi cầu vòng là gì? À thì đi về phía cuối cầu vòng thôi. Một cái mà gọi là hiện tượng mà hão huyền á. Người ta tin vào những thứ là không có thật. Thì có hai cái cây, có hai cái lá là lá luôn mà. Tôi không biết là cây nào. Tôi nghĩ là bên trái nó giống hơn á. Anh em nhìn thấy giống không? Mà, những cái lá mềm nè. Thì nhìn cái đá rất giống đó nên 90% luôn rồi. Ok thì chúng ta lại có một loại cây mới. Cái cây này là lần trước chúng ta chế thuốc rồi đó, nó đây nào phải không? Không không không, nếu lần trước chế thuốc rồi nó nằm đâu bên phải đó. Thì khi nào cần thì chúng ta lại tự biến thôi. Nhớ lần trước tôi lấy cái hoa nó chế thuốc một lần này. Bây giờ cây này cây khóc lóc, chính xác hơn là cây than thở. Một vị khách nữa. Thì ông này là cái ông rủ mình vô giáo hội đó, thì giống sự mà chuộc lỗi một trong những người để gấp lên thi vấn. Và ông này không biết thì ông đó đến thăm mình, thì anh ấy là nghi ngờ đến đây để săn lùng lên gieo. Thì ông cho mình cái cây gì nè, cây mới có được, nhìn cái này như hoa cúc vàng á. Đây mộng mới chúng ta đây, một hoa màu vàng hương thơm mạnh. Thì tôi cũng chưa biết cái hoa này có công dụng gì. Thì ông này muốn gửi một số đồ có giá trị an toàn quá không, chứ có cây nào giống như cây két sắt không.
Thì ông này cũng không có nhớ nổi là cái mật khẩu để đặt nữa. Đó, đây nè. Baylock từ Eliseli gì á. Thì mình đã thêm một cái nấm giòn. Cái thuốc này tôi vẫn chưa biết tác dụng nó là cái gì, nhưng mà nó cho mình cứ xài thôi. Cây có mùi ngọt ngào với bông hoa nhỏ màu tím. Phải cái này không? Đây 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 đây. Phải không đó? Thử anh. Không phải, không phải. Ủa sao hai cây này giống mịt vậy ta? Cây này đa ghi, còn cái này bên cung dài. Những bông hoa nhỏ màu tím. Đừng nói cây này á. Mùi hương ngọt ngào đây nè. Có mùi ngọt ngào nè. Trái 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 trái. Sắp mà xanh cỏ nữa rồi. Thì em này là ai tôi cũng chưa biết nữa. Hiện tại mình chỉ có 10 nhân vật quan trọng đại diện cho 10 màu sắc chứ là 10 cái nghề nghiệp thôi. Rồi xăng. Thì cái bông hoa nhỏ màu tím có mùi hương ngọt ngào mà nó lại sai nữa thì tôi bó tay luôn. Bông hoa nhỏ màu tím, còn cái này hoa này lại màu xanh, nhưng mà tôi nhìn vô màu tím mà. Màu xanh lá cứng. Thì cái này là có khi là tôi phải coi được cái tên của nó lần đó. Lòng não gừng. Bây giờ lặng bạn phát nữa là mình bay màu luôn á. Cây này mùi mạnh này, không phải mùi ngọt ngào. Thì loại bỏ cây này đi. Loại bỏ cái lông não gừng đi. Này không màu xanh chứ không phải màu tím. Cái này cũng màu xanh luôn. Đây, tôi nghĩ nó cũng có thể cây này đâu. Kemon, nó sẽ Kemon vậy á. Thì tôi quên mất cái chuyện của em này rồi, nên không biết nó phải tự suy luận ra được không, hay là phải thử đường cây. Đây. Thì đưa đại đi, đưa không được thì mình chuyển sinh thôi. Đó đúng rồi cả. Thì cái hoa này là áp chế cái địa ngục vậy đó. Rồi tiếp. Hôm nay nhiều khách quá ha. Thì em này là cái em mà nhà dân nè. Sao rồi cái đồ ăn dưới đây nữa. Nó thật là đây tôi rồi đây. Mẹ của em này á thì đang là tìm kiếm một cái gì đó. Có con si bát là cái con mà người hầu á, chứ không phải là sinh vật đầy tớ đó. Thì em này đang đi nghiên cứu về cái tài liệu về cái con quái vật người hầu, cái con mà giết chết cái ông cái nông dân dân cụ á. Thì đến cái mà kho lưu trữ ở Lost. Em này là nhà báo hay nhà dân đó. Thế được rồi đây. Tôi thấy cái hình mà gây viết cô ấy thì có yêu sách được đọc. Thì làm tại thư viện này. Thủ thư thì chắc là nhà văn thôi. Học nhà văn thôi. Bây giờ em nó đưa cho mình cái thư. Thì cái âm bơ sai này không biết có được không. Nhắc đến Sebas nè.
Thì mình coi thế này. Ông coi rồi cái bản đồ đấy. Bản đồ rồi. Đây là siêu phát. Nhưng mà cái ông lãnh chúa Simon này thì khủng nó xuống là cái gì? Để tôi dùng cái tool dịch đi cho nó chắc à. Chứ dịch cái con game này mà chỉ cần sai một chữ thôi, cái chữ đó mình không biết, cái nữa là nó lạc lối luôn. Đó. Có cái tool này đến những người mù chữ có thể chơi được luôn. Việt Nam. Thì em này tìm kiếm cái thông tin mà cái con quái vật người hầu á, nhưng mà không có chỗ nào được tập á. Đó lãnh chúa Phemon nè. Kho lưu trữ tại Mungat có nhiều câu chuyện thì nhiều cái chủ đề đó lắm. Thì mình kho lưu trữ tại Mungat của lãnh chúa Phemon. Bây giờ mình không biết hai cái địa danh đó nó có chưa. Đầu tiên là kiếm cái này đi. Ủa? Coi bản đồ kìa. Bản đồ này càng coi thấy càng lú chứ không có thuộc luôn nói được. Trên này rất là nhiều luôn mà. Có đinh gần đó mà. Đây 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 cái lâu đài Mencast là chắc của chỗ của ông lĩnh chúa. Nên bây giờ chúng ta đi đến đó thử anh. Xin được vào thư viện không? Đây. Hai giờ sau thì vẫn không thấy manh mối về cái con người hầu này. Sơ phát là cái con người hầu á. Cái thư mình mua cái thư đây. Thì cái này xong rồi. Rồi chúng ta dịch tiếp. Từ đó phải tìm từ, cứ quét thì chọn cho nó nhanh. Chơi lỡ chơi bản chìa khóa tô rồi thì thua trong mọi trường hợp luôn. Thì cái con quá cần đeo gheo này nè thì trung thành với người triệu hồi đó, người đó có thể là thành chủ của nó và có thể là biến nó thành cái vũ khí quyền lực theo ý muốn của họ. Con người hầu này là bất tử nhưng không có nghĩa là nó không thể bị đánh bại. Nhiều năm trước thì có một trận quét từ tàu gần Bách Cơm ở phía nam của Quách chưa, sao mà nó nhiều cái chỗ quá ta, ghét oa cái cây cổ thụ vĩ đại phải không ta. Để tôi nhớ lúc trước mình nhìn trên bản đồ có một cái cây đây nè, cây sồi tuyệt vời. Tôi nghĩ là cái ghét oa mà nó dịch sai á, cũng không phải dịch sai mà nó dịch thô. Phía nam thì tạo gần Bách Gomer đến phía nam của Watcher. Nè, Bách Gomer nè. Thì nó ngang luôn, ngang cây sồi như đây. Rồi ok, đọc tiếp. Thì bây giờ mình đi thử về cái cây này. Nó là nằm ngang cái là Bách Kho. Ngang chỗ này nè. Lúc trước tôi đã đi lần rồi nhưng mà thấy chưa có gì hết. Đó. Phía nam của mà Quách chơi này dạng là như người người theo dõi, người canh gác rồi. Bây giờ vẫn không có manh mối gì hết. Mình vẫn đang điều tra giữa con kia thôi. Tiếp tục rồi, ngồi mò tiếp. Thì chỉ biết cái cây là cái cần thiết thôi. Còn mấy cái mà mấy cái thuốc nào á để sử dụng cho cái cây đó thì vẫn chưa biết, nên chắc là chờ thôi. Tôi nghĩ là chưa đủ manh mối để giải con này đâu.
Cái ngực của cái no work là gì? Thì ông này có thể ngủ gục trong ca đêm nên tôi nghĩ cây này giống như cây cà phê đó. Rồi. Đây. No wood. Đó, tác dụng cây này như tạt một thùng nước lạnh vào mặt vậy. Cảm giác khó chịu kèm theo sự tập trung chán nản. Thì nó như cà phê với gì đó. Chỉ xuất hiện với ánh sáng không tự nhiên. Cái cây này nó đưa như gì thì sao mà biết được ta? Đánh đố nhau thì không phải cái nấm này không? Tôi vẫn không biết cái chữ ánh sáng không tự nhiên này là nó có chơi chữ của cái gì không? Nếu như cái dòng chữ này nó có một cái nào ảnh hưởng lên bản đồ là mình bó tay luôn. Trước tiên thì cứ thử một cây nữa đi. Thử phát nữa mình bay màu rồi. Thì lông lá dài thôi. Có mùi thối. Một vết cắn của gốc giòn ở cây này. Vết cắn hả? Cây sao mà cắn được? À, sẽ biết. Không lẽ là cây này thì em nhớ cái nấm này nè, tôi nghi nó lắm. Thì cái cây này nó giống một bàn tay thiệt, năm ngón đủ mà. Đây 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 đây, không chừng là cái cây này á. Một vết cắn thì cái này có thể tự cắt. Quốc đại đi, có gì chuyển sinh lại đâu. Không rồi, còn chúng ta chuyển sinh luôn. Tiện đó reset luôn. Chìa khóa. Cái chìa khóa này lâu rồi không chơi, để từ từ cái não tôi nó lớn lại. Ẩn nó thành đi. Đây nè. Tiếp tục là ba cái bằng nhau. Đây. Thì nó lõm vô. Đây. Đơn giản. Quen mắt rồi thì đảo một phát là ra. Ngày 11 thứ hai à, mình gặp lại nghe ông đó không ta? Đó, ổn đó. Ánh sáng phòng tự nhiên. Thì có cái nơi nào bị gì không? Thử đi là cái điểm này phát nó cũng có tên là wood nè, thì nó cái wood này là với khu rừng thôi thì cũng không biết. Bây giờ rảnh rảnh có thời gian đi lâu quá là rừng thấp. Cái cụm từ ánh sáng không tự nhiên đó. Nó có hộp 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 đó. À, cái này nó đâu liên quan tới mùi thối đâu. Bên này thì đã đánh dấu hết rồi nên có thể tạm thời loại trừ. Thì mấy cái này nó mô tả gì cây thôi. Phải này không ta? Nó có mấy hộp nào? Thì cái này cũng cung cấp một lượng nhỏ ánh sáng, cái này cũng có ánh sáng rồi. Thí nghiệm luôn. Rất tiếc là không. Cái này không phải, để đây đi. Tôi đang nghi ngờ hai cái này. Cái này có mùi thối khó lắm.
Cây này nó cũng có mấy cái vết tròn. Không luôn. Rồi chúng ta chuẩn bị chuyển sinh lần nữa. Cây này cũng có mấy cái tròn nữa nè. Nhưng mà cái mô tả thì nó không liên quan gì đó. Kiểu này không lẽ lại Google ăn chứng hả? Gợi ý. Đó, ánh sáng không tự nhiên nè. Đây là vụ này nè. Khoan khoan khoan. Cái này mình đâu có để nó vô được ta. Hay là phải để đây rồi mình gọi vô đây. Không được, cái này nó nằm trên. Đây 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 nè, nè nó phun phun ra nè phải không? Trời ơi. Vì hồi nãy tôi nghi ngờ cái này là đúng, tại nó có cái vạch tròn à. Nhưng mà thực ra cái nghi ngờ nó cũng hên xui. Giờ mới biết tác dụng của cái ống này. Này như gây sạc cân vậy. Rồi cất cái dầu này qua chúng ta hết ngày. Theo tình hình này là chúng ta chuẩn bị chuyển sinh lần đó. Thì mới mốt tôi nghiên cứu là một con game giống gì vậy? Gọi là trùng lắp lý tưởng thôi chứ không phải là sao chép là trộm cắp hết. Đấy. Tới hôm nay là ngày trăng tròn. Ngày 12 thứ ba. Chữ cái đầu tiên của tên tiếng Latin của một loại cây được gọi là quất trần phiêu. Số lượng cánh hoa cho một bông hoa Cabalia may mắn. Quất trần lai á. Cái quất trần lai này hồi nãy là tôi thấy quen lắm. Trên bản đồ là trong cuốn này ta. Hồi nãy tôi đọc ở đâu có cái chữ đó rồi. Cái chữ đó chắc không có ở đây đâu. Quy định lại số lượng cánh hoa cho một bông hoa Cabalia may mắn. Hai bốn sáu. Vậy là cái bản đồ đúng rồi. Chữ cái đầu tiên là chữ A 6 là ngay đây phải không? Đi thưởng phát. Hay là G đó. Thưởng phát G trước đi. Không phải. Chúng ta có một số 6 thôi. Đang coi kỹ rồi cái cây đó phải số 6 không? Đúng 6 nè. Tìm một bông hoa 7 cánh thì được gọi là mang lại vận may. Nó giống như cái cỏ 4 lá với cỏ 5 lá vậy. Thì may mắn nó là số 7. Vì hồi nãy là tôi nhầm rồi. Nó đưa cái hình 6 nhưng mà may mắn là số 7. Số lượng cánh hoa may mắn là nó lại số 7. Thì một là chữ G hoặc là chữ A thôi. Nên mình like đó là không biết nó là gặp ở đâu rồi đó. Anh đọc xu này không? 1813.
cái cây lên đọc quá vậy. Nó dịch ra tiếng Việt thì nó khá là rối loạn. Tôi mới mong hy vọng cái tên cây này không bị dịch không đúng. Mà cái này công cụ Chrome tự động mà đâu thể trách được, cũng không thể đòi hỏi thêm được. Kho báu bị chôn vùi và các tác phẩm bí mật. Thì cái gate alloy này rất khó, rất là hiếm và không dễ mà để học tập từ nó. Cái này chủ yếu là mở cái kính lần trước đó, thì chúng ta đi thử là cái UG7. Không có gì ở đây. Golden Light. Phải giải mã được cái Golden Light. Cây nào là lạ phát sáng không? Thì cái nhóm mà chị em phù thủy bị tấn công hôm qua đó, Bethany đã chết, thì với Ada là ba người khác chứ gì. Thì mấy cái người đó đã giữ bí mật thì chết sạch chưa nè, thì mất đi một cái hy vọng cuối cùng trong cuộc chiến rồi luôn. Thì trong một cái khu rừng ở chỗ này nè, có một cái hội gọi là hội chị em, chắc tôi nghĩ là hội chị em phù thủy á. Họ sống rất là ma danh ẩn tích luôn, có khi lọc eo không chừng eo là ép á. Còn mỗi cha lót tơ là còn sống không, thì bà này bà dặn là đừng có tin ai hết, giữ cái này mở mở sao mới được. Bây giờ chúng ta đi thử OA7 nè. Vẫn không có gì ở đây, chỉ cái chữ cái của đền lai đó không có đây luôn. Rồi bá cho mình cái hộp này, không có gì trên đây cả. Thì mấy cái dòng này anh em để ý thấy nó khớp luôn nè, nó khớp ngay cái vạch này luôn nè. Nhưng mà cái này tôi nghĩ có thể có chìa khóa 1 2 3 4, thì nó giống như là 12 cái vạch kim đồng hồ thôi. Để tôi đọc lại mấy quyển sách lần nữa coi cái nào nó có liên quan đến lịch lại. Bây giờ mình đọc nhanh đi. Thì để ý cái dòng chữ nhỏ này nó là dễ đọc. Cây này có thuốc dễ đọc nhớ nha, nó cho cái độc gì đó. Thì sau này tôi nghĩ có câu liên quan đến cái vụ độc này, nó bắt mình tìm cây này đó, đoán cái đoán gì thôi. Than hồng bên hình lái nó phải than hồng không ta, gọi là vàng sáng à, vàng tươi thì nó là chữ A. Che Ember Sol, chúng ta đi qua cái ô E7 thử. Không có gì ở đây, không như mong đợi. Tiếp tục, tên là vận động á, cái này nó quen lắm nè. Nó nè, nó nè đó, nó là cái đó đó, nhưng mà chưa thể tới.
Cái này kêu phân mà. Cái cây đầu tiên nó chơi cái chữ nhỏ này là cái cây này. Tôi vẫn nhớ cái đó. Cáo phó này chứ. Nhân tiện mình coi mấy cái cây này luôn, có cây nào độc đáo một tí không? Được tạo thành từ những bông hoa màu vàng nhỏ hơn. Tôi nhớ cái câu này quen quen. Hơi thở của ma ghi là tiếp vị khách đầu tiên. Ông này ông đưa thư bưu tá thôi. Rồi ông này là chuyên gia là đi bắt mấy cái tin mà lại đồn đồn á, rồi về báo cho mình. Vậy mèo có một lò cát dạng như là cầu nguyện vậy, ngoài bên ngoài full labor để coi mình lấy đó nó làm được cái gì không. Full labor là ở đâu ta, lấy lá thư cái đi. Lá thư này thì không có tem nha. Lá thư này cũng không có bí mật gì luôn. Sao càng ngày nó càng mà mơ hồ vậy nè. Hot feel nè. Chi đen này là cái gì đó. Từ dịch chơi nó có mang cái hàm ý nghĩa sâu xa vậy. Đinh ba, cái đinh ba mà cái đinh ba trong cái phim Aquaman đó, Fort Field mà cái đinh ba, đây 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 đây, phải là ba cái dọc này là cái đinh ba không? Hay là ba cái gừng này? Có chỗ này là cái ba nhánh sông thôi, rồi có phiêu ba nhánh sông rồi cũng có thể là chỗ này nè. Chỉ ba nó là ngã ba là có phiêu thì nó tới bốn ô lận, tôi không biết ô nào luôn. Nếu tính thì để tính đồ này, tôi đi trước phát đi biết gì. Không có rồi. Ngã ba Fort Field. Thế là mình đi thẳng vào Fort Field luôn đó. Chỗ này cũng là một cái ngã ba nè. Tưới cây đi, tưới cây đi đi. Game này nó bắt mình tưới cây bất kể trời nắng mưa luôn. Gặp cái nhiệt độ ở Hà Nội với mà miền Nam bây giờ thì mấy cây này nó héo queo luôn rồi. Đủ chưa? Ừ đúng rồi, chơi game này để tôi đổi tấm hình nền này cho nó hợp. Em đợi tí xíu. Màn hình thứ hai thì hôm qua tôi mới tải cái tấm hình nền. Nó khá là hợp với game này luôn. Để từ từ tìm lại. Trang 1, trang 2. Bây giờ khá nhiều hình nền nên tìm thấy cũng khó. Vậy cái nó hình này tương tự nè. Đó. Thì anh em thấy giống cái cửa hàng không? Như mình ngồi trong cái góc này mình dòm ra giống cửa hàng đó. Để từ từ tìm thêm cái bấm mình đó. Đây tấm này cũng khá giống à. Đó. Nhìn như mình đang nhập tâm vô chơi game với nó thấy không? Còn một tấm nữa. Tìm không ra đó.
nó tên là Game House á, nhưng nhập vô cái tìm kiếm luôn rồi. Đây cái khu này, cái khu trồng, khu vườn của mình trồng cây nè. Đây xong rồi mình đi ra ngoài, mình chắc này thì tươi hơn tí mà nó hơi màu quá, nên chắc được để tầm này đi, nó hợp chứ. 9:50 tối, thứ bảy buổi tối rồi đó, nhìn như mình đang chơi game rồi. Bây giờ nãy giờ làm cái gì quên tiêu rồi. Tinh ba, tinh ba nhé. Đã chúng ta thử ô này rồi, bây giờ chúng ta thử ô này đó, thấy chưa. Ủa không phải là cái này hả? Vì nãy là tôi bấm ăn hên vô cái nào rồi. Chó ngáp phải gùi rồi. Thì ngã ba thì chỉ còn một cái này nữa thôi. Nên là đi thẳng vô Ford Field đấy. Phiếu thứ ba thì nó là cái đinh ba thiệt nè, nhưng mà đinh ba với mà cái profile này nó liên quan đâu đó. Tôi nghĩ là ngay chỗ này là không sai đâu. Ông này ông đến đi solo với con người hầu luôn, con sư vết đó. Em bơi sau à. Bây giờ mình hai cái này á, tôi nghĩ là nó ảnh hưởng đến cốt truyện luôn á. Nếu mình đưa cho ổng thì có khả năng là ổng solo không lợi với con sư vết đâu, ổng solo không lợi con người hầu đâu, rồi bản quản cũng bay màu luôn. Cái ông này là thợ săn nè, bây giờ mà đưa ổng lạng quạng là ổng bay màu cái là báo nữa rồi, sợ ảnh hưởng cốt truyện sau này nên không. Anh em bây giờ coi hai cái cây đó làm sao đó, than hồng, cái than hồng nãy tôi mới đọc qua rồi, nó tên là Ember vậy đó, Ember sâu đó vậy. Đây nè, bảo vệ cây này, cái than hồng thuộc tính bảo vệ, còn cây ít hơn Melalock, Megiddo, Megiddo. Đây. Thì cái ở dưới là dạng những cái thuốc ngủ vậy. Bây giờ nên đưa ống em sâu hay là Medidoc đó? Tôi nghĩ đưa cái trên thì bảo vệ cho ổng thì ổng có thể sống được, còn đưa cái dưới là không biết ổng hết vô ổng bị làm giọng, ổng tự ổng chậm hay là con người hầu chậm. Cái game này có sếp không á? Ống bên này là ống gì, tới giờ luôn mới để ý cái ống này luôn. Tôi nghĩ nên đưa ống cái cây này đi, đưa cái than hồng thì bình thường quá, tại ống cũng yêu cầu cái than hồng luôn, nên đưa cái này coi cốt truyện nó có thay đổi gì không. Bây giờ mình cần tìm cái cây này, cây này thì lần trước tôi đã mà chế thuốc một lần rồi. Phải không ta? Thế mà vụ chế thuốc thôi. Đây. Không, nó chỉ giống thôi, chứ không phải là cây đó. Cắt đây, bây giờ mình tìm cái bông năm cánh này, năm cánh khá nhỏ,
Đây đây đây, phải bông hoa màu vàng cơ. Cái này cái chế thuốc này, cái này cái nhĩ nó hơi khác một tí mà mình chưa có mấy cây đó. Đây 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 đây, nó đây tỏ ngay. Chúng thịt mà đó, hay là phải đưa ổng đúng cây thang hồng mới được, mình đưa cái cây kia không được, trừ phi mình xác định nó trước á thì mình mới đưa được thôi, nhưng mà nếu như con game làm vậy thì đâu có được. Đây nè, tôi nhớ cây này có dễ bị cắt nè, đó cây này cây thang hồng rồi, rồi đưa ổng đúng cây thứ này, muốn mà hại người mà hơi khó, lương tâm tôi nó không cho phép. Tiếp chấp nhận tôi trình bày cái dịch vụ của mình hôm nay là làm cái gì. Alici hình như là cái thuốc của mình đây, thì có chắc có công thức chế thuốc gì nữa. 21 đường ô chát, mình lại cửa hàng của ổng ra cái bản đồ đó tiêu rồi, bây giờ quá trời cái bàn của mình nó tùm lum, mình đi lại cái điểm này cái nè, đây đúng chưa, chưa đúng nữa, đang ăn hên cái gì vậy. Linh ba có khi chỗ này không? Fort Field thì chỉ có một chỗ đó thôi, không có chỗ nào khác trùng tên nữa. Nào, Fort Field lại ngã ba. Hay là đi thẳng vô Fort Field ta, hay đơn giản vậy? Thôi, mình tìm cái địa chỉ của cái ông này. Ô chát, game này gì có tên đồ. Con game này làm gì có tên đường ta, không mình chỉ có bao nhiêu nhân vật đây thôi. Có khi ổng chung đường với mình là ổng nằm luôn ở cái thành phố này. Thử đi, thử đi. Này giới thiệu về con đường thôi, không có gì hết. Thì nó chỉ có bờ sông. Thôi hết ngày đi, để coi ngày mai có gì. ERS Nền môi Gavin Fighter, trang bị kiến thức Ada. Nên đi về phía tây đến vòng tròn đá, có ấy không đơn độc. Quên nít tài, anh em coi phim thứ tư này chưa? Con bé đen thui luôn á. Rồi quá rồi, giờ mình thọt 1, 2, 3, 4, 5 cái luôn rồi đó. Cái này nó là 6 nè. Cái bàn như cái chuồng nó dĩ mèo. Vòng tròn nó là 7 nè. Linh ba, ốc phát phiêu. Đi thẳng vô phát tiêu luôn á.
có một quán rượu nhỏ thôi. Thì cái bóng phiêu này là không có gì đó. Đinh ba là chỗ này cũng giống hình cái đinh ba này anh em. Nè, nó có ba nhánh nè. Không lẽ hồi đi qua đây mà nó liên quan nhiều phát phiêu. Phát phiêu và chữ M. Đinh ba là số 3 hả? Là ngay đây hả? Đinh ba nó không liên quan gì số 3 đâu. Nó là cây đinh ba mà. Bạn có nghe về phụ nữ cô gái đeo mặt nạ thì cái em mà hay là cửa hàng mình đó thì sao liên quan với đây nữa? Thì mấy cái người đó đang đột là cái em đeo mặt nạ nè, hay vô cửa hàng mình mua đồ bị ám ảnh bởi cái lời nguyền đó. Đó thì em này đang là người chiêu hồi ra cái con người hầu đi tàn phá nhân loại cho vợ em này đây. Đây xí đó, đây xí đó. Rồi, ta tiếp tục tìm cây thôi. Khi cha vợ của em này chắc mang ở chiến trường đấu với con đó, đó. Có khi là ông hơi thăng đó. Nó đây nè. Gì? Cái lá giống mà. Sai thế méo được. Ủa cái này nó đâu ra vậy? Tới năm nổi luôn rồi sao? Sao lại sai được? Cái cây nãy cái lá nó hịch mà. Giờ tôi bắt đầu nghi ngờ về mọi thứ rồi đó. Thì phải chế được một loại thuốc. Thì tôi nghĩ cái loại thuốc này phải đi đến cái chỗ của ông kia. Mò nó chỉ đơn giản là kết thúc thôi. Nghe vậy là con quả rồi, nhờ nó phải đơ. Coi coi bản đồ đó, coi bản đồ đó. Đứa nhà môi nó thường nằm cái góc. Đây 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 đây. Cái độc xu. Con quả ngay chỗ này mình lên cái hồ này rồi tiếp theo là cái gì nữa ta? Con nhện là ngay chỗ này đó. Thì nó lên cái Enderman đi xuống hồ qua bãi bao chỗ này đó, câu này thì giải được. Thì hai cái cây gì lạ đời. Chiếc trái đầu tiên tiếng Latin của một loại cây được gọi là quên tai.
Em đợi tí tôi phao game. Ok. Nãy giờ phao game là ra coi có được cái hộp nào. Em chịu xếp gầu nhận được cái hộp. Em không biết hộp này là hộp gì. Để mở thử sợ tìm lên chết cái hộp đấy. Anh em đợi tí. Giờ treo CSGO cả tuần mới gớt được cái hộp. Cái hộp này khá là phèn luôn. Một trong những hộp cùi nhất luôn. Này, nó là cái hộp con rắn nha. Có 11 ngàn à. Treo nguyên tuần được cái hộp đó. Mấy cái hộp kia mấy chục ngàn lận. Nhìn đã không? Bây giờ giá nó tụt rồi đó. Như cái hộp này 30 ngàn nữa nhớ nó bốn mấy ngàn. Nè, giá nó từng lên đấy gần 60 ngàn, bây giờ nó còn mấy chục ngàn. Mà tôi lấy hòm xếp gâu đi chân thôi, chứ không bán đâu. Mấy cái lẻ lẻ này bán cũng không được nhiêu. Ê, cái gì nó gõ tình tình đi. Chỉ nói cái thời gian chờ của em này hết là chết nè. À không, mình còn chưa giải xong con này nữa nè. Mình đành like từ Google hướng quá. Ánh sáng vàng à, hồi nãy cái cây gì mà mình đưa cho mà cái ông kia có ánh sáng vàng không tự nhiên đó, cái kính lúc rồi. Ủa? À đây nè. Tôi nhớ nó hình như là cái nấm tròn tròn á. Đâu tiêu ta? Không lẽ ông cầm cây của mình không đi luôn rồi. Nè 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 nè. Chị N7. Nào đây, thấy đây, ngay cái nó làng luôn đó. Cái gì hư cấu, cây nọt kìa, cái chế nha. Khốn khổ của gó phụ. Chơi game này riết rồi tôi muốn ăn rau dữ lắm. Một ngày tàn sát mấy chục cái bó rau mới được. Cây nó thoát gì đó tiêu rồi đó. Cây nó quất gì đó. Ở đây nè. Đây là chữ ít. Tôi nghĩ nó dùng cái tên tiếng Latin là tôi nghĩ cái dòng ở dưới á. Không biết cái bảng nó làm sao. Đây là chữ ít. Nếu vậy thì nó là X7. X đâu? Làm gì có chữ ít. Đây là chữ ít. Có khi đọc từ phải qua trái không? Chữ N là không phải nè. Còn có chữ S thôi. Chữ S cũng chả có luôn. Thì à, X không có, S không có. Thì giải giải được số 7 rồi. Nãy mình đi vô đây là mình toang luôn rồi. Nó mất hai mạng nó sắp chuyển sinh luôn rồi. Thôi bây giờ kìa, kìa đây xin lóc cho em bạn trước cho đi. Để chuẩn bị chuyển sinh xong. Không không, cái này nãy đưa rồi không phải. Nãy tôi đưa cái này rồi không phải. Bây giờ phải tìm một thầy thuốc chiết xuất từ cây này ra. Chứ mình đâu còn cây nào đâu.
chỗ này lấy đi rồi á. Mốt đường ô chát Insider cổ vật. Thời đại bây giờ đưa đây 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 đây. Tưới cây anh em ơi. Người yêu giá trị của giao cốt. Bữa cái cây lo lắng hết thân này nó cũng hành tôi cho tiếng hồn. Tôi tính đầu là thuộc tính của cây mà. Khóa ra tên cái cây là lo lắng hết thân. Mình để đây đi. Xếp cây lại. Số 21. Hai lá thư luôn. Năm cái lá để nhận can đảm nè. Một cái phong hoa đỏ để bảo vệ lý trí. Và một cái hạt dành cho may mắn. Thì tôi nghĩ cái thuốc này đưa cho em nè. Hoa năm cánh cho sự can đảm. Là nói đây nào. Thì nó là cái đai si đốc à. Nhưng mà sao hồi nãy đưa cho em nó không được ta. Tiếp tiếp tiếp. Game càng ngày càng khó, nó càng mơ hồ với quá nhiều dữ liệu. Tiên dược, quên tin. Một bông hoa đỏ, một bó hạt cho may mắn. Đó thì tôi dịch đúng rồi đó. Nãy mình có tờ giấy đây thôi đó. Thì cái này tôi nghĩ là một hồi để phân biệt với cái nấm này thôi. Mình không còn cái nấm nào nữa. Hoa đỏ mình có hai cây, nhiều cây lắm. Tại vì chế thuốc này. Hoa năm cánh như sự can đảm là cái này. Bông hoa đỏ bảo vệ lý trí. Này hoa hồng giống như hoa đỏ. Có hai cái này hai cây mới. Nhớ cái lá thư đó. Này xong rồi. Như đây nè. Có không phải. Thư thì mình chỉ có bốn lá thư này. Đây tôi nghĩ nó là cái này nè. Mất phiêu đinh ba. Thì chỗ này không. Không phải chỗ này, chỗ mà tôi nghĩ giống như đinh ba không phải. Hay đinh ba là số 13 đó. Đừng nói gì à.
Tôi dốt tiếng Anh nên nó chơi chữ là tôi không biết đâu. Đi luôn 13 off field nhưng không được. Chỗ này nãy đi hên rùa được lần mà cái hên rùa nó lại càng phức tạp hơn đó. Nãy ô trên thử rồi, bây giờ xuống ô. Đinh ba này, này ba cây. Bút gỗ, có tay rồi, chịu. Đây nè, nó chỉ có hai cái này à. À không, tôi nghĩ rồi. Cái đọc chuông của mình, đọc chuông của mình có cái đinh ba quên đó, giờ nó mới nhớ ra, ngu dữ thiệt, nó có nhiều hình quá, là ngay cái núi này hả, núi là 1 2 3 ba ô dưới với mình là kè, giờ mới nhớ ra cái đó. Cái chậu cho đẹp đẹp đó. Đó. Ủa đậu quên đi rồi. Đồng xu rồi. Hóa ra câu này nó đơn giản vậy. Ngay dưới cái mình là cái bao. Đây. Ủa 1 2 3 nãy như nó ngắm nhầm ở dưới phải không? Thôi tới đây tiếp đi rồi. Đứt chuột một phát. Tàn nát về trời. Trình thủ với miếng nướng đâu. Lá của mình à. Rồi ok. Được cái cây ngón tay nè, Deep Man Finger nè. Là cái cây kế bên luôn á. Cây này nè. Không có địa chỉ gửi luôn. Nhà Horvitz mà đánh nhầm sai nè. Nếu bạn biết cây của bạn, bức thư này dành cho bạn. Tại sao? Đây, 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 đây. Nhìn về phía bắc bao phết. Tại nguồn của sông S. Đầu tiên tìm cái bao bao phết. Trời mà giấy thư gửi mật mã nha, nó chết. Ông này gửi mail nó chết luôn.
Đây pet food này đúng không? Thư nhiều quá rồi, ông lấy hồi cất vô một bài. Không phải bao viết. Tập anh đi. À, cái ông này là hình như là cái lá thư này như có ông trong hội nhóm của mình vô hội nhóm vậy á. Nào, của mình vô cái nhóm mà Sheet of Redemption đêm giật. Đây bao phết đây. Thầy còn nữa xong hết. Đây. Mình được cái cây khá là mới lạ. Giống như hoa lâu kèn quá à. Nó này đặt. Con này thì còn giấy được. Bớt mấy lá thư vô đó, thư hút mà thì đó là con lá này là lá gì đó, cái lá này gọi là cái đĩa đó, tôi cũng chưa biết ý nghĩa của nó. Bên gần là Bách Cô Bê A, Bách Cô Bê A. Đâu phải địa danh không, không biết mà. Game gì nói ngày ngồi soi bản đồ mà. Mới thấy là các văn minh mà Google Maps nó hiện đại cái nào. Thời xưa không có Google Maps là mấy ông bưu tá là chạy bản đồ gì đó hết ta. Rồi không có điện thoại nữa, thất lạc thư là báo luôn. Đây có cái nhà mà cũng có địa chỉ không? Đây cũng diễn lên. Phía bắc của Watcher. Phía tây của cái Watcher này chứ. Đại cổ thụ là cái này, chỗ này nè. Cái đại thụ nãy đây nè. Tiếp đi. Thôi ra luôn. Ông xã thì thích cho nóng. Tìm món ăn cho nóng. Tìm thức ăn cho nóng này đâu. Đi qua hồ về phía tây. Một cái ba lô chứa đầy nấm kỳ quặc. Thì chắc bà này lại cho mình cái nấm đó thôi. Thì em này đưa cái nấm cho mình để mình coi nó là cái gì. Đường phía tây của Ender. Ender nè. Đường phía tây nè. Bên kia hồn nè. 403 là cái gì. Mình nghe chỗ này phải không. Phải 403 là cái gì ta. Rồi không lẽ bên đây luôn, đây là bên đây thôi. Cái gì thì gần quá. Cũng có thể đồ trên, đồ trên nó gọi là gừng.
Ở dưới thì có vài cái cây à, mà cứ tưới cây đi rồi đi sau. Có khi nó ép mình phải thử đi hết á. Bốn không ba này có khi nào lỗi gì thật không ta? Thử Google cái chữ này MG đuôi bút chung. Đó, nghĩ là phía bên Tây Hồ thì khoan khoan, tôi chỉ coi mà cái cây nó thôi, chứ bên kia hồ biết rồi, đó đúng vị trí luôn nè. Thì ngay cái này bên kia hồ là ô dưới ô trên. Đúng luôn. Đây là cây nấm đỏ. Cái nấm màu mà sặc sỡ vậy là không ăn được nha. Dưới 403 là gì đó. Bốn không ba nó không có ý nghĩa. Tìm một số thông tin về hồ đó. Thì hồi nãy mình đến cái làng của cái ông đó, cái thành của ông đó, cái thành đó đâu ta, đây phải vấn đề về khuôn nữa gì, khuôn mẫu à. Thì em này cần cái sự giấm nhẹ, tôi không biết cái tên cây hay là cái gì nữa. Đây đây đây, tên cây đây, đó đó đó, nó đây nè. Nhiều lá nhỏ, có khả năng lọc độc tố phải không ta? Không phải thì chuyển sinh, không có gì phải sợ. Rồi chuyển sinh luôn rồi. Ghép hình tròn. Bây giờ là cây sưởi giấm nhẹ. Coi đây. Vô đi em. Thì hồi nãy chúng ta đã thử cây này, giờ nó sai rồi, nên qua đây đi. Giờ chúng ta còn cây này. Mùi thơm dễ chịu, rất là tươi tắn. Không không, cái lá này tôi thấy nó hơi khác á. Nhiều lá ngắn. Còn sót cái nào bên này không?
Đây đã có nhãn hết rồi. Cây này giống nhất này nhưng mà nó lại không phải. Cây đỏ này giống nhất này nó lại không phải. Nên thử cái này đi. Chính xác à. Nó vẽ hình hơi khác một tí thôi. Thì cây này có tác dụng khôi phục trí nhớ. Tiếp. Như là trong ba anh em họ của bà này đã kết hôn 3 ngày trước. Anh họ chi bê hết. Trang trí về đám cưới, cắt ngang của nó giống như bông hoa nhỏ, giống như cốc mặt cắt ngang, nó giống như cái cốc mặt cắt ngang là sao ta. Tại phải cái này không? Rồi. Thì cái này mặt cắt ngang nó giống như cái cốc mà. Nhưng mà nó không giống cái hình này gì hết. Giống cái hình này thì cái này cũng có thể giống rồi nhưng mà không phải đâu. Để ý đi, rồi nó là trong cái thẻ mình nói cái ánh sáng vàng nên mình like. Cây này thì nó có màu vàng vàng chứ không ánh sáng vàng. Cái nhà này á. Không luôn. Rồi với cây nào phát ánh sáng vàng ta? Cây này lúc đầu phát ánh sáng vàng đúng không? Nhưng mà đấy là chữ N sai, chữ S chữ X không có. Đây 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 nè, nó còn được gót trong tay nè. Cây khóc lóc này cái chữ gốc nó là gì vậy, hay là chữ L này? Tôi nghĩ là L7 á. Đó đúng rồi nè, hàng gì nãy giờ đọc hoài luôn. Ra nó là G7. Vậy mà hồi nãy giờ đọc thì lại không thấy. Tại trước đó là mới có vài giây trước mình có đọc qua. Cái cây đi tìm vàng cho mà cái ông kia đó. Nãy có ông lại yêu cầu cây nè.
chạy khóc lóc, nó như là ảo mộng ảo huyền thôi. Rồi bây giờ coi lại cái gợi ý thì em này là cái hoa ở trang cuối luôn. Đó, nó là cái này. Rồi, ok. Sắp ngày rồi. Khi gâu hôn đó. Cái này hình như mình chưa có. Đây, dọn qua trái bớt đây. Quá dễ cái khu vườn của mình này. Qua ngày mới. Chúng ta ra ngắm khu vườn, tôi uống nước một tí. Chơi game này nó đau đầu, nó nhức óc nữa. Rồi, chúng ta tiếp thôi. Tám dặm về phía bắc. Phía đông nhớ phía đông, tám dặm về phía đông. Ngày 15. Ngày 14 phía năm. Thì rồi nữa này 8 dòng 1 2 3 4 5 6 7 8 bên phải cái lâu ít thấy sao ở đây chứ cái hình này nè, nó có cái cây này nó tên là Godfork nè, Godfork ở đây nè. 2 3 4 5, 6, 7, 8. Đếm chính xác rồi. 2, 4, 6, 8 là nằm bên phải cái quách qua tờ. Mưa mèo ơi. Game này mưa hoài quá. Thì cái ông chồng của bà này đã đi hái nấm rồi. Rồi, ăn nấm độc rồi, mình phải chữa thôi. Bó tay rồi. Bây giờ phải tìm cái thuốc chữa cho. À cái khả năng là cái này rồi tắm màu đẫm máu à. Nấm ở đây mình có một tội hả, tội rồi hai loại nè, ba loại nè, thì tôi không biết ông này ăn cái nấm nào, như nấm màu đẫm máu thì có thể cây ba gason giống một này thôi. Đây loại nấm nè, lang thang luôn. Nắm nào đó không ta đi cái đó được hai cây cây nhị đỏ với cây chia chia cái nến là cái gì bây giờ mình có bốn loại nấm thôi còn thiếu một loại nữa. Thì nếu như theo mô tả thì ông đã ăn cái nấm này. Để tôi coi cái cây mà cây son chấm một đó là
thì cây này nó không có độc. Tường cây tử vong rồi, sử dụng nhiều ở được cây lemon lên đi. Cây chanh á, cây chanh mà đầu game tôi nhớ có chơi có ông lại xin đó. Người nó làm tiếng chấm chớp đảo nè, tôi đặt tiếng nhạc rồi. Nó là cây nào ta? Tụi mình đang đi. Ủa? Nó là cây cơ bản đầu tiên đó. Giờ nhìn hình á, nhìn hình nhanh hơn đọc chữ nữa. Đây 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 phải không? Không, đây rồi. Đây là còn phải chế gì nữa. Chế gì nữa đâu. Loại nấm đẫm máu đó. Rồi có khi ổng ăn cái nấm này nè. Là mình phải xác định được cái nấm này là cái gì. Màu đỏ có kết cấu xốp mà làm sao xác định được cây này mới được. Ăn nấm mày đi bác sĩ đi chứ đi ra cái tiệm cây hỏi nha. À mình đối chiếu về cái này, xin xét mua cáp là mình có chưa nè. Bagason giấm một là không phải rồi, cái đồng silo này đi, đồng silo này là cái này luôn nè. Xét mua cáp là lan can lưu. Người nông dân lo lắng chứ mà mùa sinh sáp. Tôi nghĩ là một trong hai cây đó thôi. Mùa sinh sáp chứ đi. Người nông dân lo lắng ngay đây. Giống không anh em nhìn giống không? Cái đầu này hơi nhọn nên tôi nghĩ không giống đâu. Nên nó là cái cây này người nông dân lo lắng. Đây đây đây, nó đây. Cái nhãn rồi, nó cái nhãn lâu lắm mà không xài luôn. Nông dân lo lắng màu đỏ vậy. Trời sấm chớp nó làm chớp mà game này thấy gì mà đồ quả nó làm dữ lắm nè. Rồi bây giờ thuốc giải độc của cây này, lấy cây hấp hết đun sôi trong giấm. Mình có cây hấp hết chưa ta? Dạng như nhịp tim vậy đó. Ủa rồi cái cây hấp hết. Không có cây hấp hết thì biết sao giờ. Xe
Cái này là cái ngón tay của người chết à. Bây giờ phải tìm cây này nó. Đó, đúng rồi nè. Gửi tiếp theo. À không, hồi nãy nhầm, mình xác định cái cây này là cái cây người nông dân lo lắng chứ không phải cây kia, chứ không phải cây mùa xuân sáp, gọi lộn. Nên nó là cái này mới đúng. Thì đó là Goyo Genthia. Nãy giờ coi ngược, coi đúng loại cây mà coi lộn cái này. Nên chưa có cái hấp hết. Goyo Genthia đúng rồi đó. Suy nghĩ cho cái lắm vô. Đây, Genthia hoàng gia là Goyo đó. Suy nghĩ cho lắm vô cuối cùng lại là chọn lộn á. Bây giờ cây nhiều quá đó. Làm dính một thằng con đen chết. Lavaton hả? Mưa gió mà cửa hàng đông khách quá. Rồi ông này mù con mắt rồi. Đi mà đánh với con kia đó. Mình mới cho ông cái thuốc bảo vệ đó. Rồi đi thợ săn mà săn không lại. Ông này cắn thuốc săn mắt rồi. Đây 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 đây. Đây. Cái này chua à, nghe không có dễ đâu. Bây giờ phải nhớ tên từng loại cây á. Cuối là sao ta? Cái cuối này á, hoa màu đỏ bảo vệ lý trí, hoa năm cánh. Đầu tiên mình phải lọc hết tất cả các loại hoa năm cánh nè, như Estejon trước đi. Estejon là cái cây đầu tiên của mình luôn, không phải kết hợp quá nhiều thứ. Bây giờ việc là không lẽ về từng cây rồi. Thì cái cây này là chống lại phiền não nè, nhưng mà tôi không nghĩ này đến cây này đâu. Nó ghi là cái bông hoa đỏ bảo vệ lý trí thì tôi nghĩ là ná cái cây này đó. Đó là cây nến nến, cây đầu tiên nè, nhưng mà phải xác định nó là cây nào đó. Thân mỏng bọc giữa những chiếc lá cao. Không, nhìn thì nó không giống thế nào luôn.
Thì mình chưa có cây nến nến rồi đâu, phải tìm được cây nến nến là cái phương thuốc thứ hai đúng rồi. Cho may mắn, may mắn hình như là cái bẫy hồi nãy không, đây may mắn này. Để dịch ra tôi đánh dấu luôn cho nó gọn. Thì cái cây này đầu tiên là cây nấm nấm. Cứ bỏ hạt cho sự may mắn. Không liên quan. Cái nào mà có bỏ thì có hạt nữa đó. Không lẽ nó là cái này. Coi thử cái camera này. Áo cánh ở trên này không phải luôn, không phải luôn. Những bông hoa thôi chứ nó không phải là liên quan đến cái hạt. Thuốc chế độc cái này còn quả đỏ nhưng hơi hạt. Cái này có ánh sáng màu tươi. Cây này là trí nhớ gì thôi. Cây này là trí nhớ rồi. Cây này còn ngủ. Chữa bệnh phiền não của trái tim. Cái này cây sự thật chống lại lời nguyền. Tăng sự tập trung. Những vết lát đau đớn đẹp thêm dịu. Ánh sáng tự nhiên lá ngắn học phí chưa thấy cái nào lo can đảm nhưng mà cái hàng nó dám.
Phải không? Thì cái này là nó liên quan đến hạt máu không ta? Mày máu không ta? Trên túc nè. Công an cơ động cao vài mét trong một đêm luôn. Không lẽ nó là cây khóc lóc? Sao ta? Cái này cái xui xẻo. Giảm lo lắng thôi. Này cũng giảm lo lắng luôn. Hết cây rồi. Chơi liều đi. Bây giờ mình cần cây nấm nấm với cây cà phê là trước. Hai chân lờ. Cà phê là cà phê là bà chị ạ. Cây nến nến. Một cây năm cánh can đảm. Càng đảm thì đai chi đo chi đốc nó đó có năm cánh luôn nào, là cây đầu tiên. Nó không phải cây đầu tiên mà cây cuối cùng à, không cây đầu tiên. Cây thứ hai cây nấm nấm, cây thứ ba là chưa biết, chữ đó là cây Kadisha gì đó. Tạm lại đây. Mang người chết trở về nhưng mà cái linh hồn cũng còn như cũ. Và mới có được một cây thôi, còn cái cây nấm nấm là cây gì? Ủa, cái nấm nấm rồi. Chơi con game mà suy nghĩ cần nửa tiếng dễ giải một câu đố. Nến nến chứ không phải nấm nấm, trời ơi. Tôi phụ chữ. Sản xuất một bông hoa màu đỏ.
thân mỏng, một giữa những chiếc lá cao. Đây 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 này. Đó, cây thứ hai là cây nấm nấm, còn cây thứ ba là chưa chắc lấy cây cam bi không. Tại vì nói về may mắn người chỉ thấy một cái cây này thôi. Cam bi gì đâu tiêu vậy, không phải cái này đó. Đây đây đây, cháy nổi rồi, tiền thui rồi. Ôi ơi, thì hai cái đầu là tôi chắc ăn đúng rồi đó, hai cái này là tôi chắc ăn đúng rồi, còn cái thứ ba là không biết, tôi gợi ý thôi, không bó tay. Chip nắp lan the layer wood suy đốc và chắc ăn đúng nè. Tên game, tên game. Đúng luôn nè. Candy Wood nè. Cái nến nến vậy đó. Xanh anh là lé. Có gần chữ N nè anh em thấy không? Anh là lé wood nè. Là cây nãy giờ tôi cũng nghĩ là canh là lé đó. Canh đờ đó. Là cây nến nến đó. Đó. Là đúng hai cây nè. Đó là đúng hai cây, cây thứ ba là cái cây ship lip gì đó. Ship nắp cây này á. Cây này liên quan gì đến cái gợi ý này? Có không bên đây chứ, à vẫn mai nè, vậy mà nãy đọc biết bao nhiêu không có. Đây cái vỏ hạt đó, đúng rồi, bóng đèn tuyệt vật ở Bayonne, nhớ quen lắm, cho nãy mình đọc không thấy cái này đâu. Đây 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 có không, ở đây một ba loại cây luôn. Thì sinh luôn đó nha.
Không thôi à, rồi anh cám rồi à. Chưa chưa chiến sinh. Đây, cái vỏ ngoài cứng này không? Dôn đi sao sai được dán tên nó hỏi đâu tiêu vậy tại sao tại sai không tin được cây xếp nắp thằng lại dùng mai chuẩn bị chính xác. Các vỏ hạt màu xanh lá cây. Đừng nói là cái này thì nha. Thì nó cũng tròn như vậy đâu. Mà không biết cái ruột nó ra sao. Tôi nghĩ là cái nữa đi không được thì chiến sinh thôi. Chứ mình đoán đúng hai cái. Cây thứ ba nãy giờ đọc hết nguyên vàng nhưng mà không thấy hai chữ giờ mai. Ông nội kia đi ăn nấm độc cái là tôi tốn 30 phút rồi của ông đi chém lá cây á vụ đạn không ông làm tôi mất thời gian quá ủa như vậy là mình biết chính xác luôn đúng không rồi đúng rồi nó đặt tên cho mình luôn mình chế xong là nó gọi tên thẳng cho mình luôn. Ông ơi là ông tại tôi quá đi tại để ngủ đi à nghĩ sao đi solo với con quái vật cân nữa mà bản đồ đây đây cây này nè đó nè Bigit le nè Bigit gì á nội đi đánh loái ông đưa thư tới nữa nè em lấy gọi là cái gì Isodea quỳnh phớt con này đang bảo hành một con chó chạy tới thì ông đó bỏ trốn rồi nhớ có thằng là người trải động vật nha ngày nữa thì sẽ bị trả giá ông này cũng nhận nhiều chuyện thiệt cái ống dòm ống dòm chat view charlie charlie này xong rồi watch tôi chả mất cái chữ này là chữ chiến thánh thiệt đó hả không cái bình thôi cái bình đi rượu đi uống thôi con khóc nào dịch hay quý vị bình để rượu
sát chiêu có thể là buồn bã, đúng rồi, bi ngủ buồn bã. Rồi, không có những đối án nữa đó. Đồng xu của mình rồi. Ủa dục ở đây được thì dục đây đấy. Còn cần thì lo vô xài thôi. Đây nó ngay cái khúc cua rồng kìa vừa. Đơn giản vậy thôi đó. Đừng kể đừng ngon rồi. Cây này giống như hoa thật luôn. Trời ơi, tự nhiên có gậu dễ. Ông này ông thám tử. Thì lúc là thu nhập mấy cái dòng cây để là đến bảy con vật. Ai đồn vậy? Ờ, cái bà mà chim kinh học đó. Vinuga. Giúp nó. Đây là cây này nè. Cây này chế tim mà. Như mua gà là bà này nè. Đó là bà chim thiên nọc. Gì dịch ra chứ chị rồi cái gì vậy trời. Mấy ông nội này. Thì bà này mới cộng tác với ông thánh tử nãy đi tìm. Tiếp. Cách kế tiếp ghé thăm bà ở tề bảy. Tại sao? Quýt bít thơm thơm ngọt ngào, mùi đáng yêu và tươi mát. Bông hoa lớn, màu xanh, bông hoa lớn. Nó có màu xanh, bông hoa lớn. Mùi ngọt ngào. Không phải cái này là mình chuyển sinh luôn á nha. Để tạm đây đây. Cái lòng não gần thì tán nhỏ rồi. Tôi thấy cái cây này hợp lý nhất nè. Chơi. Chuẩn bị chiến sinh. Gọi chiến sinh thiệt luôn. Chìa khóa. Quá. Sao mình lại chơi ghép thành mà không phải chìa khóa nào. Này bên trái. Ok, nó hình
Ghép luôn muốn thuộc cái hình luôn à. Ủa? Đó. Tính đâu là chọn cái chìa khóa cho nó nhanh hơn tí. Chìa khóa cũng hên xui lắm. Mình nhìn nhanh á thì nó mới ra nhanh thôi. Chứ mắt mù tay gung mới được chết. Tưởng nó cây này nha. Đây là cây khóc gì á, cây khóc nóc á. Đây 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 đây. Bông hoa lõi thấy cái rừng gà. Cây khóc nóc không? Nếu coi lại tôi nhớ nãy cái ông kia cũng lại đầu vàng. Vậy là chết là nó đổi. Những cái mà không liên quan đến cái cốt truyện thì nó có thể là thay đổi. Đây. Tiền vàng nè, mình tưởng dẫn đến vàng nhưng đó chỉ là hy vọng cái ngốc thôi. Chơi giết thụ cây luôn. Ngoài đời tôi chỉ ăn vài con rau rồi, sợ con mèo nãy giờ nó được cái mà thành tựu như mèo gì ăn ra hu lên với người sống nè, không phải sang đây á hả. Này. Ủa, ông đang đi ngồi ghe lại. Lòng này nãy đi săn nè. Tôi nghĩ đang nói chuyện này á. Ông này là trong cái ban tín dụng thôi. Đang nói gì ông nào ta? Chả hiểu. Thì có bà lỡ cũng nào hết ngày rồi. Chờ chút xíu nữa nghỉ rồi. Từ sau phụ nữ một nhân vật tối tăm, bộ xương đầu nổi lên tiếng gầm gừ nguyên thủy hất bàn lên quay cháu người chân cù. Cái này chân cù quay lại sợ hãi, các bạn anh ấy nó không chạy được đâu. Là cái nói về cái vụ mà thằng chân cù ở cái vòng vòng đá chết, cái vụ án đầu tiên luôn á. Vì sau đó cái ông thanh tra ông mới đi điều tra để vô game tôi kể là cái vụ đó chi tiết hơn đấy. Là đầu tiên có cái vụ án xảy ra ở chỗ này nè, chỗ đầu lép cái vòng vòng đá nè, có người có thanh niên chân cù bị chết ở đây. Thì xong ông thanh tra này, ông phường Cao Gen vậy đó, Kêu Ben đó, ông thanh tra mày nói lại đó điều tra vụ án thì tìm thấy một cái nghi thức cổ, mới nghi ngờ là có cái nghi lễ gì đó thì mới nhờ bà này công tác đó. Thì bà này công tác thì xong này ông này cũng muốn solo mới tìm ra cái nguyên nhân đó, là triệu hồi được cái con người hầu, cái con quái gọi là người hầu, quái vật gọi là người hầu á, này mới đi săn đó nè. Thì cũng lúc đó cũng đồn thổi là cái bà này là cái người mà triệu hồi ra cái bà, cái con mà người hầu đó. Nhưng mà em này thì tôi nghĩ là nó nằm trong cái tộc của hội chị em ở trong rừng thôi, thì hội chị em cũng bị con người hầu đó giết gần hết rồi, còn sống bài mạng cái gì đó không nhớ nữa, từ cái chết đến mạng sống nè. Chu kỳ bắt đầu lại nè, phía tây của Cao Quai, bên bờ sông Cao Quai đến đây nè. Ủa không phải hả? Cao Quai chỗ này là quay xia không gì, tôi nhớ nhầm mày.
kỹ ta. Cất cái đồng xu vô á để nhìn chướng rồi. Đầu tiên phải tìm cái cao quay đó đã. Nãy nó nhầm chỗ này, tại nó đúng cái chữ quay tơ. Ủa đúng rồi mà. Đúng rồi. Ska cái này là không phải chữ e, chữ C chứ không phải chữ E à. Bên bờ sông. Chỗ này. Không lẽ nó đơn giản gì thôi đó hả? Cái này giống cây hoa lâu càng nha. Nó đâu rồi đây nè. Chỉ cách đầu tiên. Câu nãy cũng khá đơn giản. Ông đưa thư nữa nè. Nãy gặp con bia đánh chó hay sao? Tất cả mọi người đều nói về cái hội chị em và người hậu. Một ai đó đang cầm nói về thứ đó. Chẳng đúng đó. Rồi biết rồi. Ông này bị tiền phát luôn. Tôi đã nói với người phụ nữ anh sai là cô ấy cái hang động bên cạnh. Phát quen đồ đi. Ai gặp tôi sai đơ. Đây nào. Cái hang động mà. Đó. Phía đông. Dịch chưa chắc. Thì tôi nghĩ là bên phía đông có hang động đó thôi. Đơn giản vậy thôi. Từ chỗ này qua chỗ này. Ủa? Nè, nói chuyện người phụ nữ anh trai nói gì cũng cái hang động gần đó nè. Và cái hang động này nè. Một nơi nào đó phía đông. Đó. Là chỉ có hai ô này thôi. Không một ô à. Để tới số 33 hết rồi. Chỉ là nãy đúng đúng rồi. Tại sao? Vậy là không lẽ đi thẳng vô hang động. Thì cái làng này đến hang động phải ở phía đông. Vậy không lẽ là nghe hang động luôn, không lẽ nó đơn giản vậy. Một nơi đâu đó hướng đông. Vậy là nó chỉ nói về cái hang động luôn á, chứ không tính từ cái hang động ở phía đông. Tôi suy nghĩ thêm một tầng nữa. Vì con game này nó mà đại não quá. Nên bây giờ nghi ngờ tất cả mọi thứ xung quanh. Nhưng mà nó hai câu liền nói về cái hang động đó. Chi lý gì ta? Sao lúc dễ lúc nó lại khó vô cớ vậy? Người nông dân lo lắng. Hồi nãy là đây, đây đây đây. Cái nấm đỏ mà ông nội kia đi qua sông ăn á. Đó đúng luôn á. Nè cái cây nấm còn thiếu của mình nãy nè. Trong ba cây nấm nãy mình tìm. Cái này cái người nông dân lo lắng đúng nè. Thì cây lại là mùi xương sáp. Đó, cây mùi xương sáp là cây này nè. Tôi chả hiểu dịch mấy cái này đâu. Cách đầu tiên
Hôm nay mọi việc có vẻ tiến triển khá nhanh. Tại sao con hơi nhớ? Có điều rất quan trọng, bây giờ chỉ có bóng tối. Bạn đã chưa? Mọi việc biết bà này bà nào đó. Giọng hơi cảm. À, bà này lúc trước là bị cái con gì mà nó đeo mặt nạ đó. Đây nè. Thì thấy người phụ nữ đeo mặt nạ thì có một cái quái vật đứng phía sau thì gặp nó, mình cho bả thuốc an thần này thì bả mới đồn là người này nè, thì cũng từ bà này đồn ra chứ không phải bà này. Đúng gì khi banh đi gì banh đi chua hả? Đây đây đây, có thể ăn được cái nhị hoa cực lớn, cực kỳ đắng với hương vị cực kỳ đắng. Phục hồi bộ nhớ thôi. Đó đó. Đây 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 có. Cái nhị hoa lớn là đúng rồi. Hôm nay có vẻ là suôn sẻ này mà. Đây đây đây. Đó, mơ vậy có người phụ nữ đeo mặt nạ ngọc đó. Thì bà này không có quan tâm người phụ nữ, đi thẳng vô mà cái con quái vật luôn. Cảm thấy lạnh lẽo và dần đầy sức mạnh. Nhưng bất ngờ thay cái gì đó nó xảy ra. Cắn xé làm tí dẫn lên tới tâm. Gần đây tôi không phải là chính mình. Đừng nói bị ma nhập nha. Chị mèo. Chị mèo. Chợ của tôi đến 50. Chợ tôi 30 tuổi sắp chết làm sao? Ông này ông cũng 60 mà. Rồi cho bà này thuốc gì thôi. Đi bệnh viện đi mấy ông ơi. Thuốc tiên. Đây. Thì không giá nào cũng phải trả nha. Đó. Tổng sự kết hợp từ Abunalat, Magus, Gia Đình, Ventus. 1, 2 và 3. Cái giá phải trả linh hồn của họ như nãy tôi nói rồi đó. Ây da, ăn cờ bù tuôn, Alactica là cái gì? Tôi nghĩ là cái dòng chữ này nè. Cái dòng chữ nhỏ nhỏ như này nè. Rồi chúng ta đi từ đầu đi. AAM Gatina Mepochit. Đây 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 Cabania là cái cây đầu tiên, lại là cái cây này nữa, cái cây mà khiến tôi chuyển sinh rất là nhiều lần, tôi quên hình nó luôn rồi. Cabania đây. Ôi, từ từ cứ chế thuốc, không đi chỗ khác chơi đi. Rồi, Masurus Gatina. Đây, Menfotus từ cây đi ra đi thôi. Cái cây có lá nhọn nhọn ra. Thuốc này chế dễ gì ta? Rồi còn lại là Maculosus Gatinentia. Đây 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 đây. Cái thêm chút.
cái gây của tay sai có thể sử dụng để gây sửng sốt trên một bộ nhớ, tức là kích hoạt bộ nhớ tức thời á. Một điều nhỏ có thể dẫn đến mất trí nhớ ngắn hạn, lượng lớn hơn thì có thể gây ra mất trí nhớ nghiêm trọng. Bóng đèn đục bích có cấu trúc khác thường, màn dán vẽ ngoài sọc khi cắt mở rồi ok, lớp ngoài cứng lại nó chuyển sang màu xanh, nó đã sẵn sàng để thu hoạch. Thu hoạch ở đâu? Bóng đèn tuberculosis phát triển trong các vụ nổ. Cái vụ nổ à? Không lẽ mình phải đi mình tìm ở ngoài đó. Nó dạng như một cây nấm. Đây 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 phải không? Không, khác lắm anh em ơi. Thì mình nó tròn, cái này cái đầu nhọn tròn này. Cái này khác luôn. Bên đây là có tên nó rồi, nên đội trừ. Cái người hầu kia bắt giờ mình chỉ cần xác định cây này đó. Cây mình chỉ còn nhiêu đây thôi, mình xác định nó là quá khó phải không? Này cũng không giống nữa. Phát triển dùng các vụ nổ cho nó dễ ngoài sọc khi cắt nở là sọc nè. Chuyển sang màu xanh xanh. Nó có sẵn để thu hoạch. Dựa theo cái mô tả này không dính dáng luôn á. Có tay rồi. Để Kali Henchut đã ghi ông. Thì biết cái Henchut rồi. Cái hình chút lấy đâu ra? Kali nè, Gadion nè, hình chút nè. Bây giờ làm sao xác định được cái cây này? Bóng đèn Tuberculosis. Nó có mấy cái sợi nữa. Tôi nghi ngờ là vậy thôi. Rồi, Google Sama. Chút
Kỳ quái này đâu gà vậy? Ủa kêu bóng đèn nè. Mẹ. Đừng nói là cây bóng đèn này thiệt à. Không thấy giống như nào luôn á. Chuyển sang màu xanh xanh như thế này. Không lẽ nó dịch sai chỗ nào? Có mỗi chữ bóng đèn này giống nhau à? Thôi kệ đó, gì đâu được rồi. Mấy cây đồ hết rồi. Nó dính dáng mỗi chữ bóng đèn thôi. Thì con người luôn. Cái tử hoàng sinh thì có gì thì đọc sạch rõ thôi. Nè 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 AVG nè. AVG gì quên tiêu rồi. Bên gây nào phải không? Ồ, những cây này lãng mạn quá ha. Người ta nói rằng nếu bạn cho cái AVG ghép này, người yêu của bạn với ánh sáng trăng tròn, bạn sẽ sống cả đời. Hãy tôi coi là ngày 3 trăng tròn. Vì khách này chắc là cuối cùng rồi quá. Ta hết thu xếp. Rồi biết rồi, coi cái lại vừa on nó đơn giản vậy đó. Cái đó mình có chưa? Đây, tôi có. Đây, nó đây, nhìn phát ra luôn. Ê, phải không đấy? Chắc luôn. Đơn giản quá. Cái thùng. Cái thùng đó như cái này nè. Đó, người phụ nữ mang à, ngọc. Tôi không thể kiểm soát nữa. Chỉ đúng là bài này chịu hồi luôn đó. Thì không có ý định để cho nó hại cái hội chị em thôi. Nó quá mạnh. Đã cố gắng giữ nó lại nhưng nó muốn chứ chốc. Những gì nó muốn là cái chết thì nhiều hơn. Thì một trong hai cây thôi. Khốn khổ của người chết hoặc con tài của gấu phụ. Ủa? Khốn khổ của gấu phụ hoặc con tài của người chết. Không không không, cái cây này đúc vô cho mà con quái vật đó là nó tàn sát nguyên cái thôn làng quá. Coi lên cây gấu phụ coi. Nhưng mà tôi muốn thử coi nó có ăn luôn không. Gây ra sự sợ hãi thôi. Tôi muốn xài cái này thử rồi. Coi nó ảnh hưởng cốt truyện vô. Cái gì sau này mình đi tóm tắt cốt truyện xong. Coi lại tóm tắt cốt truyện như là ảnh hưởng được. Quắc quắc là gì. Thì nói chung là nói về cái con người hầu đi xung quanh và tàn sát mọi người đó. Đây, từ thích đi bộ nhưng bây giờ không dám ra khỏi nhà rồi. Nhưng mà vẫn yêu thiên nhiên. Thì bây giờ ông này cần cây đèn. Cây đèn nhưng mà cho đỡ tuổi thân thôi. Đi chơi không được. Lo hơn. Sực sáng à. Đây 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 đây. Cây nấm rồi. Có hộp không? Có luôn nó đó. Thì ông này còn ánh sáng thiên nhiên cho luôn. Thanh niên hút nấm hết ngày. Thanh niên beo nữa cái này nè. Rồi chúng ta kết thúc ngày ở đây cũng như ngừng tại đây luôn ha. Để chúng ta coi qua đầu ngày mới đi nghỉ. Tôi phái cái vụ theo bài tôi có nè. Nó dễ thích dễ không. Về phía đông của lâu đài, nơi mà cái gốc ngã cua của con sông xuyên qua một ngọn núi, nó phát triển ở một góc của khu rừng, của cái khu vườn cổ. Giải xong cái này đi ngay. Ngày 16 thứ bảy là đúng bữa nay luôn đó. Thứ bảy đó.
Phía đông có lâu đài nè, bên kia sông nè, xuyên qua một cái núi, nó mọc cái ghìa gỗ. Lâu đài thì mình có một cái lâu đài nè, hai cái lâu đài nè, tôi nghĩ là ở đây á. Này cũng lâu đài nè, bên kia sông á nè, ghìa gỗ. Thì ghìa gỗ là có chữ quýt nè thôi, nên tôi nghĩ nó là ở đây á. Không lẽ đơn giản gì sao? Không có gì ở đây thiệt. Cái ai à? Phải xuyên qua cái núi nữa. Qua sông qua núi luôn. Lâu đài và bên phải hướng đông có sông có núi. Cái núi này nằm dưới rồi. Và đến cái ghìa gỗ. Mình có bao nhiêu cái lâu đài? Một cái lâu đài này thôi, mà lâu đài này không có sông. Nếu lâu đài ở hướng đông thì nó không có sông. Đây đây đây, một cái lâu đài đi qua sông qua cái núi ghìa gỗ. Tôi nghĩ là chỗ này, phía đông có núi có gỗ, chỉ có chỗ này thôi. Ở đây cũng có lâu đài nhưng mà có sông không có núi. Cái này cái tháp này. Này có sông mà hai cái sông là không có núi nữa đó. Sớm đếm giờ đi bạn. Bạn nghĩ gì ghen đúng không ạ? Bắt phải đi tưới cây à. Ủa bấm vô đây cái nó mới đếm. Rồi rồi. Xong cái này đi tôi mới nghĩ. Cây cứu nó mà. Tưới vô bình nước được không? Làm điếu thuốc ly cà phê có nghĩa là đi ngồi tưới cây cho đốt thời gian lo lắng ít hơn giảm nhẹ màu đỏ Abony nhưng mình lên đi nọc quá ở đâu rồi ta mà lái rồi đây nè lâu đài nè qua cái núi nè qua cái sông tới cái núi tới ghìa gỗ ngay chỗ này nè chính xác luôn rồi nghỉ cảm ơn anh em thì hôm nay là hơi ngu vài câu thôi vẫn còn chơi được khó khó nhưng mà vẫn còn cố gắng có thể vượt qua được vài câu thì cái khung cây của tôi là cái khá nhiều rồi nhìn như một cái gừng vậy cây nóng có độc ở trên đó lạng quạng cái là xanh khó luôn thoát khỏi máy tính để bàn là quýt tươi chết tốt á mày dẹp luôn thì 11:45 này còn 15 phút nữa chúng ta qua ngày chủ nhật mày nghỉ luôn cái khu của tôi là cách 3D đó em ngắm đi nhìn đẹp đúng không thì cái tầng 2 là cái tầng chế thuốc ở đây chắc cũng được quá thì công nhận cái ông nào làm cái wallpaper này nó đẹp không tôi chèo cái giờ hút nữa rồi tắt.